Chào mừng bạn đến với kênh YouTube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. PSG thắng trận mở màn ly viui một trước ngày ký hợp đồng với Messi. Trong trận ra quân ở giải vô địch nước Pháp, PSG đã ngược dòng giành chiến thắng câu lạc bộ cho để báo tin vui tới Messi, người dự kiến sẽ ký hợp đồng với đội chủ sân công viên các hoàng tử ít ngày tới. Giải vô địch nước Pháp, Ligue 1 đã chính thức khởi tranh vào dạng sáng ngày mùng 8 tháng 8 với 3 trận đấu, trong đó có trận khai màn giữa Tân binh cho và gã khổng lồ PSG. Lần đầu lên chơi ở Ligue 1 và được đá trên sân nhà, các cầu thủ cho đã thể hiện sự quyết tâm ngay từ đầu trước một PSG ở đẳng cấp cao hơn. Tuần trước, PSG đã gây thất vọng khi để thua trong trận tranh siêu cúp nước Pháp trước đối thủ Lille. Chính vì vậy mà PSG nhập cuộc không tốt dù sở hữu trong tay đội hình toàn sao với Neymar, Bappe cũng như các tân binh chất lượng mùa này như Hakimi. Inazum và lại sắp ký hợp đồng với siêu sao người Argentina trong ít ngày tới, họ đã để cho đội chủ nhà cho mở tỷ số từ rất sớm khi trận đấu mới được 9 phút. Từ quả phạt góc bên cánh phải do Dylan Chambo thực hiện. Trung vệ Holy Heller Hazam đã có cú đánh đầu đưa bóng đập đất hiểm hóc đánh bại thủ thành cây Lo Navas để bất ngờ mở tỷ số cho cho bị dẫn bàn, PSG dồn lên tấn công đầy mạnh mẽ và nhanh chóng có được bàn gỡ chỉ sau 10 phút do công của tân binh Hakimi. Đón đường truyền dài của Ander Hezeza, Ekrap Hakimi xử lý bình tĩnh trước khi vuốt bóng ở góc hẹp, không cho thủ thành Gautier thi ga lăng cơ hội cản phá. Rất nhanh chóng, PSG có thêm bàn thắng nữa để vươn lên dẫn lại đội chủ nhà. Vẫn xuất phát từ đường phất bóng dài của Ander Hezeza, bóng đến chân của Kylie Hünbappe trước khi được trả ngược lại cho đồng đội Mauzuikazi. Tiền đạo người Argentina dễ dàng tung cú dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1, chỉ 3 phút sau, Bappe suýt chút nữa mang về bàn thắng thứ ba cho PSG. Tiền đạo người Pháp đã đánh bại được thủ thành ga lăng nhưng hậu vệ ghi rau giòn của cho đã kịp thời lùi về để cản phá. Tỷ số 2, một nghiêng về PSG được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1, bước sang hiệp 2. Cho dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng họ không thể thêm một lần làm rung mảnh lưới của thủ thành Navas. Ngược lại PSG cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt ở trận đấu này. Dù vậy, PSG vẫn tận hưởng được niềm vui chiến thắng sau 90 phút thi đấu để giành chọn 3 điểm đầu tiên trong ngày khai mạc. Đây cũng là tin rất vui đối với Messi, người được truyền thông khẳng định sẽ ký hợp đồng với PSG chỉ vài ngày tới. Đội hình xuất phát cho Gautier Galang, Jimmy Gizauzon, Oli Ine, Isaka Boze, Kazim Zomini Dylan Chambor.